chào chị đúng không? Vâng. À, hôm nay chị muốn chiêu đãi bếp bằng món gì ạ? Hôm nay em sẽ chiêu đãi mọi người một tâm riêng lẻ. Hôm nay thì ở gia đình mọi trẻ con tôi rất thích bản thân cá xương và rất nhiều dinh dưỡng. Đây cái món cá tầm này hôm nay là chị nướng riêng lẻ. Nhưng mà bếp nướng của chị đâu ạ? À, hôm nay mình không cần vào nướng, cần nướng cả mình sẽ chuẩn bị vào cái nồi. À, tức là hôm nay cái cá tầm này chị sẽ nướng bằng cái chiếc nồi này. À, rất là háo hức đúng không? Vâng, thế bây giờ em mời chị có thể chế tác để mời bếp Hoàng Hậu. Và chúng ta cùng chờ trong ít phút nữa để chúng ta sẽ được thưởng thức cái món cá tầm nướng trong bếp Hoàng Hậu này của chị Nhiên ạ. Vâng, xin mời chị. Thông thường ấy, tất cả những món nướng ngoài mọi người sẽ thấy là chúng ta sẽ nướng bằng than, và nướng bằng than thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe, hoặc là chúng ta sẽ nướng bằng bếp nướng. Hôm nay mọi người nướng bằng bếp Hoàng Hậu thì tất cả giá trị dinh dưỡng của các sản phẩm về cá, về các cái gia vị nói chung là sẽ không bị mất mùi mà rất ngon. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách bước đầu tiên là chúng ta sẽ tìm ướp, chúng ta cho hết cá.